Tại sao phải trả tự do cho những kẻ chống phá đất nước? Lợi dụng chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị cấp cao kỷ niệm 45 năm quan hệ hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, Liên minh châu Âu EU bắt đầu vào ngày 14 tháng 12 năm 2022 vừa qua, một nhóm gồm năm nghị sĩ của Quốc hội châu Âu và năm nghị sĩ từ Quốc hội của ba nước Đông Nam Á gửi thư chung tới hội nghị thượng đỉnh EU ASEAN, nêu lên những hiểm nguy mà các nhà hoạt động nhân quyền ở các quốc gia thuộc ASEAN đang phải đối mặt. Thật nực cười khi trong thư chung gửi tới Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michael và lãnh đạo của 9 quốc gia trừ Myanmar trong khối ASEAN, các nghị sĩ này đã kêu gọi Việt Nam trả tự do cho ba nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam bao gồm Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thị Đoan Trang và blogger của Đài Á Châu Tự Do là Nguyễn Lân Thắng. Đây là điều hoàn toàn phi lý nhằm can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam cũng như cổ vũ cho các hoạt động tuyên truyền chống phá đất nước của những kẻ như Trần Huỳnh Duy Thức, Phạm Thị Đoan Trang hay Nguyễn Lân Thắng việc kêu gọi trả tự do cho những kẻ đang chấp hành án phạt tù như Trần Huỳnh Duy Thức chịu mức án 16 năm tù giam, Phạm Thị Đoan Trang chịu mức án 9 năm tù giam và chuẩn bị đưa ra xét xử Nguyễn Lân Thắng bị bắt vào tháng 7 năm 2022 về các hoạt động chống phá nhà nước Việt Nam mà các vị nghị sĩ quốc hội châu Âu và một số quốc gia Đông Nam Á đã làm méo mó về những kết quả đã đạt được trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam đối với các quốc gia cũng như 45 năm thiết lập quan hệ đối thoại ASEAN-EU 1977-2022. Và thực tế thì đây không chỉ là lần đầu những vị nghị sĩ thiếu thiện trí này lợi dụng các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước Việt Nam tới các nước để kêu gọi trả tự do cho các đối tượng chống phá đất nước. Vậy nhưng chiêu trò này cũng không làm giảm án cho các đối tượng đã và chuẩn bị phải chấp hành án phạt tù mà chỉ làm cho bản chất của những kẻ thiếu thiện trí như các vị nghị sĩ phương tây quốc có quốc pháp gia có gia quy vi phạm pháp luật và phải chịu những hình thức xử lý nghiêm minh trước pháp luật không chỉ việt nam mà các quốc gia khác cũng vậy